Nhận định, dự đoán Barcelona vs Valladolid, 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8, thăng hoa như Barca. Sau cơn khát bàn thắng ở vòng đầu là một màn dựa mưa gôn vào lưới Sociedad, cỗ máy ghi bàn hùng mạnh của Barca đã được kích hoạt và giờ là lúc họ thẳng tiến đến những chiến thắng. Barcelona đã có chiến thắng đầu tiên trong chiến dịch La Liga 2022-2023. Vào cuối tuần trước nhờ pha lập công của Robert Lewandowski ngay giây thứ 46, đây là bàn thắng nhanh nhất giải đấu của Barcelona kể từ năm 2009. Pha lập công đó mở ra chiến thắng 4-1 của Barca trước Real Sociedad trong một đêm mà Lewandowski đã rực sáng với cú đúp. Với phong độ vào form của Lewandowski, trong khi đã hoàn thành việc đăng ký tân binh đắt giá Caudi, có thể nói Barca đang có tâm trạng thoải mái nhất trong nhiều tháng qua. Và họ sẽ đem tâm trạng ấy tiếp đón Valladolid, đối thủ vốn rất dễ ngon ăn với Barca. Nên nhớ Barcelona đã thắng 6 trận gần nhất trước Real Valladolid và chỉ thủng lưới một bàn trong mạch trận ấn tượng này. Thậm chí trên sân Nou Camp, Barca còn bùng nổ hơn với 8 trận liền toàn thắng Valladolid, ghi trung bình 3,38 bàn mỗi trận. Tất cả cho thấy Valladolid sẽ rất lo sợ trong chuyến làm khách của Barca vào đêm nay. Đội bóng của Ronaldo béo vẫn thường quen với việc chạy đua trụ hạng do không được cung cấp một ngân sách dồi dào để mua sắm. Do vậy, lực lượng của họ vẫn rất khiêm tốn. Sự khiêm tốn của Valladolid thể hiện qua phong độ của họ từ đầu mùa. Đội bóng này mới có được một điểm, ghi đúng một bàn và đứng ở nhóm những đội cuối bảng xếp hạng. Họ sở hữu hàng công tệ thứ nhì giải đấu. Có một vấn đề nữa với Valladolid là phong độ sân khách của họ ở mặt trận La Liga là rất tệ. Đội bóng này vẫn đang mỏi mòn tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên của mình từ tháng 1 năm 2021. Kể từ đó, họ hòa 7 và thua 4 trong mỗi lần xuất hiện ở La Liga. Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Trong chuyến đi lần ít dữ như này, đội bóng áo tím mất 3 trụ cột vì chấn thương và thẻ đỏ. Yamit bị treo giò vì dính thẻ đỏ trận trước trong khi Plata và Wiseman dính chấn thương. Trái ngược hoàn toàn là đội hình dồi dào lựa chọn của đội chủ nhà. Lúc này, họ không phải chịu bất cứ ca chấn thương nào. Trong hơn một năm qua, có lẽ đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Xavi không phải lo lắng về vấn đề nhân sự. Thậm chí, ông còn cảm thấy đau đầu vì có quá nhiều lựa chọn cho 11 cái tên ra sân. Nhưng vẫn sẽ có những vị trí không thể thay thế như Lewandowski, Ter Stegen, Pedri hay cả Alba. Đêm nay, họ sẽ cùng cống hiến cho người hâm mộ đội nhà một chiến thắng ấn tượng để Barca tiếp đà thăng tiến. Dự đoán, Barcelona 3-0 Valladolid. Đội hình dự kiến: Barcelona, Ter Stegen, Alba, Araujo, Busquets, Christensen, Dembélé, Garcia, Gavi, Pedri, Lewandowski, Ferran Torres, Valladolid, Villa, Aguado, Asensio, Perez, Escudero, Fernandez, Leon, Mesa, Monchu, Perez, Guardiola.